Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Theo nghị định này, kinh phí thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại gồm các nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu do Quốc hội quyết định trong từng thời kỳ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Các nguồn hỗ trợ các đề án xúc tiến thương mại được thực hiện trên nguyên tắc nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện đề án tham gia chương trình. Kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương. Các đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ nhà nước để thực hiện các đề án xúc tiến thương mại trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm huy động phần kinh phí ngoài phần kinh phí đã được nhà nước hỗ trợ để triển khai chương trình. Về mức hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện cho các nội dung cụ thể được hỗ trợ trong các hoạt động xúc tiến thương mại được quy định tại Điều 15 của nghị định này. Bộ Công Thương quy định tiêu chí, nội dung cụ thể và kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.